ngày công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếp gì ta sớm, vì tương lai quốc dân cùng sống và mai chết làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, từ cho hơi thầy trên đường giao thủ nước lấy máu đào trái bao nói dâng nước biết phải cần danh huy người công dân ta đứng xem tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm ra bao lời vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời công dân ơi máu hiến thân dưới đời công dân ơi máu làm cho cõi vực thoát cơn tàn phá vẽ vang ngoài sông xứng danh nghìn năm dòng sông Lạc Hồng. Một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu.